Kính chào quý khán giả. Kính thưa quý khán giả, bây giờ tôi kể lại một cái chuyện hồi đời xưa. Hồi thời xưa đó, kêu hạng bà Trần. Hạng đó có lợi. Hồi đời xưa hạng có lợi. Rồi tôi xin kể lên cái hạng bà Trần. Kính thưa quý khán giả bấm cho tôi xin một like, đặng tôi có cái động lực đi tìm kiếm những việc hay ho, những chuyện nghĩa là hồi xưa sống cách sống làm sao, bây giờ cách sống làm sao, hai cái nó có khác biệt hay là nó cùng trùng hợp, để cho cô bác xem giải trí, cho tôi có cái động lực. Thưa hồi xưa đó, hạng bà Trần đó là kêu hạng lệ, năm nào cũng phải có hạng vậy hết trơn á, mà hạng mùa hạ đó, xuân bước đầu hạ đó, mà hồi xưa đó thì mần lúa năm có một vụ một à, năm có một mùa ha, không phải như bây giờ là ba mùa vậy đâu. Bây giờ là kêu sương hè, cái mùa hạ đó kêu sương hè, mùa sương hết mùa sương rồi là làm tới là vụ vụ nhì đó thì kêu sương hè, rồi cái mùa mà 3 tháng sau đó mới là mùa hè, sương mùa xuân rồi xuân hè rồi cái mùa hè là bây giờ 3 vụ, hồi đó có 2 vụ. Nhưng mà cái hạn này đó dân gian gọi là cái hạn bông tranh, cái hạn bà Trần này đó là cái tục ngữ dân gian hồi đó đợi cái hạn bà Trần. Cái hạn bà Trần là cái hạn bông tranh, cái hạn này có lợi. Có lợi là cái năm nào tới cái hạn đó ta nhóm chờ, dân ai cũng biết hạn bà Trần hết. Nhưng mà bà Trần này không phải bà Trần mà trong rừng đi ra ăn thịt người nha, hay bà Trần này mà hung dữ ha, hay cái tên bà Trần này là cái bà đó quá dữ ở trong, nghĩa là xóm trong đồ nha, không phải. Cái hạn bà Trần này là cái hạn bông tranh, nhân dân người ta chờ đợi cái hạn này đã, người ta xuống giống rồi cũng như trong lịch mà để cái ngày gieo trồng vậy đó. Hồi đó dân gian ta chờ cái hạn bà Trần là trong lịch là cái gieo trồng, cái ngày gieo trồng được gieo trồng. Là người dân tộc á khoái hạn này dữ lắm. Cái hạn này đặng mà thấy qua hạn rồi có mưa. Có mưa là cái mùa hè đó, hồi đó đó. Hạn đó kéo dài có thể là 10 ngày hay là 1 tháng, kéo dài như vậy, sau rồi cái mưa thuận gió hòa lại, êm ả lại đàng hoàng. Chớ hồi trước chưa có hạn đó, nhiều khi mưa lâm râm à, gọi là mưa đó, mưa lâm râm à, không có đủ xả tỉa, không có đủ làm gì hết trơn á đó. Mà hãy có qua cái hạn rồi đó mới có mưa lớn, ngộ vậy. Mà năm nào cũng vậy, là cỡ tháng tư thì lúa mùa bắt đầu làm cày ấy đồ này kia cho đàng hoàng, dọn đất dọn đai đàng hoàng đó, đợi cái hạn bông tranh này rồi để mới xuống giống. Là kêu mùng 10 tháng 4 đó, là bắt đầu mùng 10 tháng 4 đó là cúng đình ở Bình Hòa. Từ cái tháng 4 đó là cúng đình dữ lắm, hết chỗ này tới chỗ kia. Mà qua cái cúng đình hết rồi đó thì ổng mới hạn lợi. Bởi vậy hồi đó xả lúa mùa đó là ta canh dữ lắm, canh là cái mùng 10 tháng 4 cỡ mùng 10 sắp lên đó, là 25 đến là 30 đến mùng 10 đầu đó, là khoảng đó là cái hạn bông tranh, hạn dứt rồi mới có mưa lớn. Còn không thôi ổng mưa nhỏ nhỏ,
Mưa đó cây cối không đủ mà con người bệnh hoạn, đau ốm lắm. Thưa quý vị, hồi đó đó là làm lúa mùa, tôi kể ra lúa mùa không có cực khổ. Bởi vậy một công nó có 10 dạ, 11, 12 dạ, 10 dạ là đủ số đất. Là nó có cái lý do vậy. Một công tầm cắt là 1.200 mét là công tầm cắt. 1.000 mét vuông đó là một công tầm điền. Mà hồi đó xài công cắt không cô bác? Một công tầm cắt vậy xả có một thùng lúa à, chứ không tới một dạ, xả thưa vậy đó. Rồi lúa nó nở, nhưng mà xả thời điểm mùa hạ, mùng 10 đó, mùng 10 tháng 4 đó mới bắt đầu xả, đặng hứng cái cơn mưa mà cái hạn bà chằn cho rồi. Qua cơn mưa đó có cơn mưa lớn, mưa rồi đó là lúa nó mới lên. Chớ mần một ông á, mần 50 công, 50 công là ít. Hồi đó mần 100 công, 200 công, ai có khả năng mần 300-400 công. Có trâu bò, con trong nhà có tay mần, thì mần như vậy đó. Đất rộng mênh mông không thiếu gì. Rồi xả xuống, một công chỉ có một thùng à. 100 công đất vậy đó là 50 dạ lúa. Bò kéo vô tới đất đó, trang ra rồi đó, xả bỏ khơi. Bỏ khơi vậy đó, là ai có kỹ nữa thì bừa dập. Bắt bò bừa dập lại cho chim chuột nó đừng có thấy nó ăn. Rồi bỏ thí vậy, chừng nào ổng mưa xuống là tất nhiên là lúa lên à, chứ không ai tưới nổi cả 100-200 công mà nước đâu mà tưới. Thành ra đợi cái hạn bà chằn. Qua hạn bà chằn rồi, ôi ai cũng ùn ùn đi giải lúa không thôi. Đem lúa giống vô tới chạy rồi để đó đó, chứ chưa giải à. Đợi thời gian. Rồi nó lên rồi một cái đó hen cô bác. Cách 2 gang một cây vậy nè. Chứ không phải là như lúa mà thằng nông bao giờ mà vài phân cây xả như vậy không có ăn. Xả như vậy mùa nước nó nổi sạch trơn. Nó không còn gì hết á. Bị nước lúc đầu lắm, nó nổi trâu trơn à. Xả phải thưa vậy đó. Là cỡ 3 tấc, 4 tấc, 2 tấc từ trên một gang một cây mà cho đều trên đồng hết á. Đặng cái rễ của nó chầm sâu, rễ của nó mình nhổ không lên đó. Nó chầm sâu rồi nó lên dừng được nửa ống quyển rồi, thấy không? Lợi một người nhổ bụi lúa không lên. Cái rễ của nó như vậy. Bởi vậy mùa nước rồi đó, nước chảy trôi giông gió sóng đánh cỡ nào nó cũng không có nổi hết trơn á. Là nó chắc chắn như vậy. Hồi đó không có một hộp phân, không có một nhỏ thuốc, không có biết xài thuốc xịt cỏ xịt gì hết trơn á. Rồi tới mùa đó, tháng 11 đó, cuối tháng 10 đó, gầm tháng 10 bắt đầu ai xạ mà theo tùy theo thứ giống. Giống Tây là gầm tháng 10 bắt đầu cắt. 20 tháng 10 gầm tháng 10 đó là cắt rồi. Còn giống Tàu Binh với giống Đuôi Trâu đó là cuối tháng 10 bước đầu tháng 1 cắt. Nước giật khô xuống đó là cắt đó, cỡ đó. Còn nói về bây giờ tôi xin kể tiếp là cái việc mần gãy đi. Mần gãy hồi đó không phải như mần gãy bây giờ, nó khác là xa. Bây giờ ai mần gãy dưa đó từ 20-30 công là nói nhiều quá rồi. Chứ hồi đó không phải vậy. Hồi đó ông nào mần ít ít đất đó, cả 50 công hay 100 công trở lại đó, thì tất nhiên mần dưa hết trơn. Dưa hấu rồi kêu gọi là dưa bi đó. Mần dày không mần sao được cô bác.
cứ việc hột giống nó khỏi có gì hết trơn á, kêu dư quẹt đó. Là vợ chồng con cái ở trong nhà 5-6 người, 6-7 người gì ra đó. Rồi bắt hàng ngang này nè, miếng đất mình trăm ngang ngàn dọc đó. Thì hồ nước giật xuống rồi gạ còn y gan như vậy đó. Để gạ, gạ dày vậy. Lại dạch ra cái ngón tay mình quẹt ở đất mình xèo ha. Đi còn lúng lúng đó. Quẹt vậy một cái. Thì bỏ xuống đó hai hột dưa. Là bỏ một nhúm cho cháu đó. Bỏ nhúm đó cho chuột rồi này kia. Nó đừng có thấy cái hột này nó ăn. Chuột dế rồi nó không có ăn. Rồi bỏ cho gầu 50 công hay 100 công đó. Trong mấy ngày đó bỏ gầu hết trơn rồi. Không có tốn tiền gì hết trơn á. Rồi cô bác coi mần vậy đâu có tốn tiền. Còn dưa thì mình lấy hột dưa. Mình ăn mình mua dưa nào tốt ăn rồi. Đem trà lấy cái hột đó. 5-10 lít hột dưa vậy cô bác. Mình để không à, không có mua hột dưa gì hết trơn á. Rồi đem bỏ rồi đó. Thì trong vòng nó lên mau lắm. Đất ướt lên mau lắm. 4-5 bữa mình vô thăm. Mình vô thăm đó nó lên cũng như giá vậy. Nó cò đầu khỏi ấy hết trơn rồi. Khỏi cái cho đó hết rồi. Thì bắt đầu đó là mình cầm cây đó cô bác. Cầm ngù vòng vòng trong công đất của mình cầm xong hết, vòng hết. Mấy đứa cháu em nó đi coi bò trâu đó, nó biết chỗ đó là trồng dưa. Lên người ta lên ngù đó, lên bẹo đó là nó không cho bò lại đó ăn. Chớ bầy bò hồi đó thả rồi đi nguyên bầy cả 100 con. 70-80 con mà hết vô miếng dưa rồi, kể miếng dưa bỏ luôn. Nó ăn hết trơn, nó đạp hết. Bởi hồi đó đi chăn bò đó. Cũng có ý tứ, nó cũng dòm ngó dữ lắm. Rồi chỗ nào chỗ đó mà có lên ngù nó không dám cho vô. Vô cái thường chết ta, thường chết à. Rồi tới chừng mà dưa nó bắt đầu có bả trầu rồi đó cô bác. Là trái nó bằng cái tô tô vậy đó. Bả trầu là nó ẩn ẩn đỏ ruột đó, là kêu bả trầu. Đó rồi mới là lên bẹo. Hồi đó cái lái dưa ở ngoài Sài Gòn nó vô đó ghe lớn không à. Ghe 1.000 dạ, 2.000 dạ. Nó đi vô mua dưa. Chứ không phải như lái bây giờ mua ít ra 1-20 công rồi này kia không có. Nó mua 50 công, 100 công. Nó coi phải nó mua hết à. Rồi vô rồi đó. Là mình bẹo lấy cái xào, cột cái khăn tràng tắm. Cột lên trên góc trại mình đó. Thì trong vòng 2 bữa với 3 bữa là có lái tới mình rồi đó. Lại tới mình nó coi rồi đó. Thưa cô bác, nó coi 100 công rồi làm sao nó coi mà nó đếm hết. Nó đếm không có hết dưa nổi đâu cô bác ơi. 100 công đất cô bác biết minh thiên vạn hải. Rồi trái của nó cũng như mùa u vậy. Trái nào trái nấy bằng trái dừa khô vậy đó. Từ đó với lớn hơn. Rồi làm sao mà nó đếm cho hết. Mà nó lợi chạy mình rồi nó nói mình nghĩa là một công bao nhiêu trái. Mình bẻ ra đếm thử coi. Xê dịch 5 trái 10 trái thôi chứ không khi nào xê dịch. Nó nói mình 100 công này là mấy chục ngàn trái. Nó nói trước cho mình biết vậy đó. Trời ơi lái này nó thiệt là hay. Bởi nó mua từ lời chỉ lời chứ không có lỗ. Đi mà hãy lợi ích nó lỗ đó. Nhân công sở phí. Cho nó đi dưa, nó mua 1 đồng bán 2 đồng. Nó là vậy đó. Hoàn toàn ngồi không không. Cái tôi mới tò mò. Tôi mới nói nó vậy. Nói tức. Cho nó nghe là mấy chỗ nghề nó ra mình mới biết. Nói tôi 100 công dưa. Mà anh đếm như vậy thất thoát tôi tệ đầu cũng 5-10 ngàn trái trong đó. Không được. Cái nó nói tôi đếm rồi bây giờ tôi đếm một công đó đó là nhiêu. Thì anh cứ việc anh ra anh bẻ đi. Tới chừng tôi lại bẻ anh ra bẻ đi rồi anh đếm đi. Coi nó xê dịch mấy trái. Nhiều khi không xê dịch nữa nghe anh. Cái tôi hỏi vậy cho anh đếm cách làm sao.
Nó là tôi đâu có lội hết đất anh. Tôi lội công một tôi biết đất anh là bao nhiêu trái rồi. Đất anh là bao nhiêu rồi. Tôi ra tôi đi vòng vòng một con đất của anh đó. Cái hả? Vậy cho anh coi con công một rồi công này trúng công kia thất làm sao? Không có đâu. Không có trúng thất gì. Nói dụ anh 10 tôi lấy 5. Đó, tôi nói thiệt với anh vậy. Mua bán mà. Anh 10 cho tôi lấy 5 à. Bây giờ tôi đi nè. Nổi cái gốc gạ này là tôi đếm anh rồi đó. Tôi ra tôi rứt một nắm gốc gạ vậy tôi đi nè. Đi một hàng một dưa anh thôi. Anh bỏ không khi nào. Anh bỏ hàng dày hàng thưa. Hàng cách hàng là dây cách dây rồi. Đặng cho nó bò mà. Thì cái hàng này hả, tôi thấy trái tôi vừa mua được. Bự cho vừa ý tôi. Dưa nhất, dưa nhì, dưa ba. Dưa nhất á. Thì tôi thấy trái đó tôi để ăn cây. Dưa nhì để ăn cây hơi vắng hơn. Dưa ba nhiều khi tôi bắt tôi không cần nữa. Dưa anh mà để nhiều trái bắt không cần dưa ba. Dưa ba đó tôi lấy làm sở phí đó. Dưa nhất, dưa nhì thôi. Rồi một hàng một này lại đây tôi nhân ra một công này bao nhiêu trái, 100 công anh bao nhiêu trái. Trời ơi, nó nói cái đó nó chỉ cho mình đó. Mình nói tức nó chỉ. Chứ không thôi nó không có chỉ. Nó để mua cho mình bán lầm. Thiệt cô bác. Nó coi rồi không xê. Rồi lại nó mua mình đó. Cái đó nó coi 10 đồng chứ mua có 5 đồng à. Sở phí của mình dưa ba nó bỏ làm sở phí. Chứ nó lấy trong đó làm sở phí. Một nó là 2-3 bởi nó đi năm nào. Nó đi ghét các nhà lầu. Các kho này kho nọ. Mua bán á, bởi vậy ông bà có nói là nhất chỉ nhị nông tam công tứ thương đó. Nó để cái thứ tư á, là giàu chậm, nhưng mà cái thứ tư giàu nhất, giàu mau hơn bằng ruộng, mau hơn làm cái gì hết. Cô bác thấy mấy ông bà Tàu qua không? Hoàn toàn là mua bán không? Rồi sách vở của mấy ông. À, tại sao mấy ông chọn cái làm giàu trễ quá? Làm giàu chậm mà mấy ông chọn. Không phải đâu. Mình thua mấy ông ba tàu đó cô bác. Mấy ông chọn cái đó là mau nhất. Thưa quý vị, bây giờ tôi kể gì cái việc nông nghiệp đó. Mà cỡ tôi làm mà hồi chế độ trước hồi xưa đó. Thì kể biết đâu mà cho hết. Kể hoài hết giờ chứ không hết việc kể. Kính chào quý vị. Kính thưa quý vị. Bây giờ tôi xin kể lên một câu chuyện là ông Đức Cố. Bởi vì đây là cũng tới cái ngày của Đức Cố rồi. Người ta tưởng nhớ Đức Cố. Là bây giờ kêu làm lễ. Làm lễ là ngày 21, 22, 23. Đó là chánh đó. Mấy ngày chánh đó cô bác. Mà thôi mấy ngày chánh này đó. Người ta quá sức đông rồi, không thế nào cũng được. Nếu ví dụ mình muốn cúng cho thật lòng, thật tâm, thì mình đi sớm một chút. Đặng mình ít người đó, mình cúng chứ ngay chân cái ngày lễ, ngày 21, 23, là ba ngày này thôi người ta nghĩa là kêu bằng chen chân đó cô bác. Đông lắm nha, bị gì? Tại sao Đức Cố mà người ta ngưỡng mộ quá vậy? Kính thưa quý vị, tôi xin kể lên cái việc Đức Cố, cái thành phần tốt của Đức Cố nó tràn đầy đi. Thành ra người ta mới tưởng nhớ. Sao cũng nhiều ông quá mà không ai tưởng nhớ bằng cái ông Đức Cố. Là nó có lý do như thế này. Hồi đó, ông Đức Cố này đó, sau này á, là kể như tôi đồ hậu sanh không có dám nói tên Đức Cố. Trong lịch sử là ta dám nói. Bởi vì lịch sử người ta làm đâu đó rõ ràng, ta dám nói. Còn theo như tôi là cái tớp hậu sanh không dám nói. Cô bác là thông cảm cho tôi kêu là ông Cố thôi. Chứ tôi không dám nói tên ổng nha cô bác. Chứ tên ổng có, chứ không phải là không. Nhưng mà cái danh hiệu của ổng, người ta tôn ti của ổng đó là kêu ổng mà ông Cố. Bây giờ làm cái dinh lên đàng hoàng, trang khang đó là kêu dinh Đức Cố. Chứ hồi đó ổng ở đó, quê của ổng đó,
ở còn nhỏ, làng Bình Phú, Bình Thạnh Đông đó, là cái quê đó là quê ông ở à. Chưa ở đó đó. Rồi bây giờ kêu An Giang là ông ở trong cái vùng này nha. Cái lúc sinh ông ra đó, vào thời Gia Long Minh Mạng, hồi thời đó lận. Rồi sau đó là ông ấy là lớn lên rồi, ông ấy rồi vô triều đình đầu quân, ông đi dẹp giặc. Công trận ông vậy, bởi tụi thổ sanh như tụi con nè, kêu ông bằng ông cố không đó. Bởi vì nhờ ông mà tụi con bây giờ mới được sung sướng, được hưởng. Hồi đó ông chống Pháp à, ông chống Pháp dữ lắm. Thì nước á, nào mà xâm lăng vô đất nước Việt Nam á, là ông chống. Cái một thời gian đó đó, tôi nói đây là đại khái, chứ không có nói dài dòng. Nói dài dòng quá thì tôi cũng không nhớ hết. Bởi vì á, hồi đó tôi còn nhỏ quá mà. Truyền khẩu, ông bà truyền khẩu lại. Nhưng mà truyền khẩu là những người tốt không à, những người có ít nước lợi dân không à. Bởi vậy tới bây giờ mới có cái tôn ti ổng là ông cố đó. Tôi nói sự thật với cô bác, tôi là gần 100 tuổi rồi đây, 94 tuổi rồi đây, mà kêu ổng là ông cố đó. Thì sau này 40-50 tuổi, 30-40 tuổi thì kêu ổng bằng ông cố là phải rồi, chứ không có gì hết trơn á. Tôn trọng ổng và đi lại cái cuộc mà tưởng nhớ ổng là cái ngày của ổng thì đi lại đó là đúng. Thưa cô bác, tôi nói lên đây rồi cô bác á, nếu ví dụ như nói á, ông Út ổng nói không biết có hay không, ổng tôn vinh ổng này kia, mấy người ở xa đó ha, thì rảnh rỗi ra 1-2 người gì đi lại tới rồi có không? Đi trong mấy cái ngày tôi mới kể nêu trên đó, coi coi có y như lời tôi nói hay không. Mà cái dinh Đức Cố này đó là hồi đó không phải là cái dinh, hồi đó cái trại, ổng có cái trại ổng chống Pháp á, là từ ở tỉnh An Giang này chỗ nào cũng có mặt ổng chống, mà ổng chống cái cuộc chống của ổng là sao chốt đó ha, là ổng chống ở Châu Đốc. Châu Đốc dài vô, bởi vì quân thì ít, khí giới thì thô sơ. Còn Pháp á, thì nước nó giàu có mà, tính là khí giới tối tân đồ này kia không ha. Mà Đức Cố này đó, văn võ song tàn cô bác, ngày võ giỏi lắm nha, mới dám chống Pháp. Hồi đó ai mà đứng ra làm đầu chống Pháp là người đó ngày võ giỏi lắm. Pháp nó vô đông quá đi, hồi đó kêu bằng tàu sắt đó, tàu quẹt đó, chứ không phải tàu như bây giờ, tàu bằng sắt không à. Nhưng mà như cái hột quẹt đó, đầu đít bằng gang, để đặt máy dưới chạy chở lính đẩy trơn à. Mà tàu bằng sắt đặng mà bắn đừng có chỗ, đừng có lũng nó. Còn mình hồi đó thì trời ơi, tầm giống giặc nhỏ, gươm giáo rồi không à, chứ đâu còn có súng đại bác rồi, có mà ít lắm. Có một cây ca nông đó, kêu ca nông mà, ca nông cà lâm đó. Là hồi đó đặt ở trên Châu Đốc còn tỉnh. Đặt Châu Đốc đó là khi bắn một phát súng đại bác đó phải chạy sớ về tới triều đình. Là ở ngoài quê á. Mà hồi đó phải xe như bây giờ cô bác. Không có tiếng điện như bây giờ, alo tới đâu không có. Phải đi bằng ngựa. Đi nghĩa là đi rừng bụi, nghĩa là đi tắt mà, đi đường chim bay. Chạy về tới ngoài trình lại cái thớ bây giờ. Giặc nó cận kề một bên rồi. Bây giờ xin cho bắn mấy phát súng. Thì ở ngoài ký mấy phát là bắn mấy phát nha cô bác. Chứ không được bắn nhiều à. Bắn nhiều là có tội với triều đình à. Ở ngoài là ký là bắn 1 phát hay 2 phát thì bắn đủ đó thôi à. Chạy sớ về tới ngoài thì vua ký cho bắn 1 phát một à. Ngặt vậy đó. Về đây rồi đó, cây súng đó mà đều bắn 1 phát là tụi nó chết thịt chân. Súng thần mà, cái ca nông này khi đau rồi đó phải sát thuốc bắt cho uống à, đau cũng quên dữ lắm nha.
ký ổng trước cửa đền, ký ổng trước cửa nghĩa là mà chỗ ải đó vậy đó, mà ông đâu ông ghen đó. Rồi mấy ông quan chức nó nghe ghen là đi bổ số bắt về nấu chảo lá sen này đó, nấu đổ cho ổng là ổng hết. Khi bắn ổng đâu có đạn, là đá đá cục nhỏ nhỏ nè, miếng da chai, miếng sành, miếng gì cũng được hết trơn. Rồi đập nhỏ nhỏ ra đó, biết bao nhiêu miệng của bác, là đổ ở trong cái họng đại bác. Cái họng đại bác đó bằng cả hũ đường. Họng đại bác bây giờ còn thờ chỗ cái gì diện đây nè, chỗ đó còn thờ. Là khi bắn ổng đó đổ vô một hai thúng vậy đó, vô trong họng đại bác đó. Rồi mới bắn một tiếng đó không, là ổng làm cà pháp, cà pháp, cà pháp, cà lâm, đại bác cà lâm. Bởi vậy hồi xưa nó đại bác cà lâm đó, cà pháp hai ba tiếng, ba bốn tiếng và nổ một cái ầm, tàu của Pháp nó đậu neo ở dưới sông á, bắn một cái chết rạp hết, không còn một người Pháp nó chết hết cả tàu. Rồi cô bác biết sao không? Biết sao mà nó lấy nước mình được không? Hồi đó lấy ở Châu Đốc trước nhất. Là vì là bắn chết hết trời, chỉ còn sống sót là một con đầm một thôi. Con đầm này nó nhanh trí dữ lắm, nó mới ôm cái xác chết đó của lính đó, nó sắp hai bên hàng tàu vậy nè, nó sắp lên như người còn sống vậy đó, để ngồi lên hết trơn, thấy đặt gạt trên này quan mình dòm thấy. Ủa, mỗi lần bắn một phát là nó tiêu hết rồi, sao giờ bắn nó còn mấy chạy xấu nữa, xin bắn nữa. Nhưng mà con Pháp này nó dựng lên rệ, giờ nó kêu, hồi đó nó có điện nha cô bác, mình chưa có nha, nó kêu điện về ngoài làm sao tiếp cứu gấp, bây giờ chết hết rồi. Thì ở ngoài Pháp nó ở cận kề đó, ở ngoài biển Đông rồi, nó chạy vô, chạy ngay Châu Đốc, chạy vô, chạy đâu đó nó cứu tiếp cái chỗ đó. Thì vô đó rồi nó không dám vô, nó thấy bắn một phát một mà chết sạch trơn cả tàu, vô đó bắn mấy phát thì mấy tàu sao, không dám vô. Nó ở ngoài cô bác biết sao không? Nó làm như vậy, nó lấy ở Châu Đốc không phải mau đâu cô bác, mấy tháng trời mới lấy được, 4-5 tháng trời mới lấy được. Hồi đó cái ải đó đó thì là chồng là kêu bằng tre gừng đó, tre gừng, tre nghĩa là gai, không có tre nào gai bằng tre gừng. Chồng vòng xung quanh cái ải hết trơn, chỉ có một cái đường vô với cái đường ra mà thôi, mà hai cái đường đó bế lợi là không có phương nào vô được hết. Bị vì chồng tre đó đó ra cả công đất vậy nè, làm cái gào đó, cái ải đó lớn lắm, cả 600-700 công đất lận, làm chồng như vậy đó, thành Pháp nó vô không được. Biết sao cô bác? Bởi con người mình á ham tiền bạc lắm. Bởi vậy ông bà có nói là nhân tham tài tắc tử, điểu tham thực tắc vong. Ở ngoài súng cà nông của nó đó, nó dồn bạc cắt, hồi đó xài bạc cắt không hả? Nó dồn vô họng, nó bắn vô thành đó, mà nhưng mà vô trong cái ải đó, nhưng mà nó bắn ở ngoài tre đó đó, chứ nó không bắn lọt vô trong. Nó canh nó bắn vô ngoài tre, tin là bạc không. Bà cắt bắn vô đó nó còn y, nó không có cháy xiết gì hết trơn á. Rồi cái mình nè, con nít hậu đậu nít nha, nó thấy tiền nó ham, nó xách dao nó chặt cái tre đi, nó chặt cái đường đặng nó chung vô nó lượm. Riết rồi tới là thanh niên, thanh nữ. Riết rồi mấy cái nhà nghèo nghèo á, lớn cũng vậy nữa, cũng lại guồng vô lấy tiền. Mà quan của mình hồi đó có cái lòng bác ái, dân mà nghèo rồi đó thì chịu không nổi, thấy giờ nó đói nó vô nó lượm tiền để mua gạo nó ăn, đâu có gầy, thôi kệ đó, mình thủ à, ải mình thủ. Lọt hồi phá đó là phá cho Pháp, phá vô tới trong được rồi đó thì tất nhiên nó áp đảo liền, nó cho bổ đồ, cho đồ, lên bờ đi bộ, ở dưới tàu bắn, ở trên đi bộ vô, bị có đường vô rồi, bị chặt chà tre hết trơn, chặt gai hết trơn rồi nó ào vô, nó mới lấy được cái ải đó. Lấy Pháp nó lấy cái ải ở là Châu Đốc là đầu tiên. Bởi vậy hồi đó học sinh học á, miền Tây này, số 1 á là Châu Đốc, số 2 Hà Tiên,
cô thầy bác học cho hết đó, bà đọc bằng tiếng Pháp không cô bác à? Ông đưa cho cá xe xít viết nớp viết đồ này kia đọc bằng tiếng Pháp không? Chứ đọc tiếng Việt thì cô thầy không cho. Bây giờ đó Pháp cái chị mà bác học sinh học tiếng Pháp đang trả lời với Pháp, nói chuyện với Pháp. Đó, hồi thời đó là thời tôi có học rồi đó. Là gì? Bởi vậy tôi cũng biết nhấp nhem. Rồi thưa cô bác, nó lấy được cái ải đó, mình bỏ ải, mình chạy rồi, nó lấy được rồi đó. Đức cố này nè, mới tranh đấu cho nó tới cùng. Tranh đấu kiết rồi, cái khí giới mình thô sơ quá à. Rồi mình, đức cố mới rút, rút lần lần hoài. Rút vô tới trong nghĩa là bảy thừa. Rút vô tới Láng Linh. Tới đó rồi á, tôi nói đây là đại khái chứ tôi không nói dài dòng. Dài dòng nó còn xa lắm, còn nhiều lắm. Nhưng mà dài dòng thì cô bác nghe nó chán đi. Là vì tôi nói á, thì có đầu có đích rõ ràng. Hồi lúc ban sơ, hồi lúc tới đức cố là đi vắng mặt. Nhưng mà nói cái đại khái chứ không có nói hết được. Mà nói hết cũng không nhớ được mà nói. Rồi có khúc nhớ khúc quên hay sao? Thôi tôi nói cái đại khái. Rồi đức cố vô tới đó. Tới bảy thưa. Chỗ bây giờ là làm cái dinh đó cô bác. Một khu đồng rộng lớn lắm. Chứ không phải là nhỏ. Nhưng mà xình lầy chắp ấy không ai dữ lắm. Sen đó. Cả đôi 3.000 công. Sen không hổ ai mà ruộng nương không gì á. Trên thì gừng bụi. Còn dưới lưng thì sen không. Đó, hồi đó chỗ đó nó vậy đó. Cái đức cố vô tới chỗ mà bây giờ là làm cái dinh đó. Tôi xin để nói lại cái chuyện mà sao mà là kêu dinh ông thẻ đó. Hồi đó đức cố này nè. Là quy đức Phật thầy Tây An. Là đệ tử thứ nhất. Rồi đức thầy mới nói biểu đức cố á, đi lên núi á, chứ với cây lào táo. Cây lào táo nó trăm năm không mục, 200-300 năm cũng không hư, nó hơn xác cô ba. Chôn dưới đất rồi gì thiên thu diễn diễn. Xác chôn nó xét, nó chôn xét. Chôn tới bây giờ mà mấy ông thẻ nổi lên cũng còn y đó cô bác. Còn mấy ông nằm dưới kiếm chưa có là cũng còn y à. Cái đức cố này mới đi kiếm, cắm bốn góc đó cô bác. Đó. Bây giờ tưởng nhớ đức cố mà lại đây không, đức cố lại đó mới rèn khí giới. Rèn khí giới là hồi đó lính của đức cố á, người nào cũng tài hết trơn á, tài lắm, làm gì cũng được. Nghề võ thì nghĩa là thao lược chiến trường, còn lò rèn đó không, rèn khí giới xà mâu gươm giáo đưa ra rồi đó không, thì các quân địch giết chơi vậy, không có gì hết trơn. Hãy cắt là chết vậy đó. Là dở vậy đó. Thành ra có làm cái lò rèn nữa. Bây giờ còn làm lại một cái chỗ lò rèn đó là cái tượng trưng. Để lại nhớ hồi đó đức cố bày ra làm như vậy đó. Giặc đánh với giặc mà nó có khí giới. Tối tân còn mình thô sơ. Mình không có thì mình phải làm vậy đó. Cái đức cố là biết cái thời vận của mình đã không còn ở mà chống với nó nổi nữa. Một ngày nó một vô nhiều, một ngày nó một đem khí giới xấu thân nhiều. Còn mình thì chưa có mở mang gì được hết. Bất quá giật dành của nó mớ thôi, chứ đâu có nhiều được. Rượu mớ đầy bắn hết đạn rồi, cũng như cây tầm vong chứ có gì đâu. Đó. Thành ra đức cố mới suy nghĩ bây giờ cái đợi thời cơ. Chứ đức cố không có chết cô bác à. Nói sau này mấy người nói đức cố chết điều này kia. Chứ là đức cố không có chết. Đức cố không biết thời nào đức cố trở lại thì tôi không biết được nha cô bác. Chứ đức cố còn sống. Bác Vật Lan còn sống. Mấy ông đó còn sống hết trơn à. Là gì không có ra mặt. Chứ còn sống mà không già nha cô bác. Khi mấy ông đi vậy trở về mấy ông cũng y chang vậy đó. Bởi vì người ta có thấy rồi. Người ta có thấy đức cố và bác Vật Lan đâu nữa. Những người người ta tu hiền cao siêu đó. Trời ơi hang mà ta dám đi chứ. Theo như tôi không dám đi trở miệng trở lại nó thiệt cô bác. Người ta dám đi biệt vụ dưới một hai ngày chứ. Trời đất ơi. Rồi người ta lên ta nói đó. Không biết có hay không.
bởi cái gì chính mắt tôi có thấy và tôi nghe thì tôi mới dám nói. Còn cái ngày này người ta nói là tôi phải đồ lại cho cô bác nghe vậy không? Người ta nói á, xuống dưới gặp đứa cố ở dưới, thấy không? Dinh thự ở dưới á, bất chợt lan ở dưới, còn sống nhăn, không có chết chóc gì hết trơn á. Đó, nói vậy đó. Thì mình tin vậy thôi, bởi vì mình không có thấy. Những người ta tu, ta ăn chay trường từ nhỏ tới lớn rồi người ta tu thì cái hạnh của người ta đó, giữ giới của Phật là chính lắm, người ta mới dám đi tới đó. Hồi đó bắt giật lan mà pháp nó thả xuống dưới đó, kéo ông lên thả hồng đầu con mèo con chó thả cũng chết trơn à. Bắt giật lan thả dưới rồi lên đó. Bắt giật lan không có nói chuyện đó. Như vậy là pháp nó khai thác cái gì cũng được hết trơn á. Bởi cái người mà Việt Nam của mình anh hùng, chứ không nói anh hùng mà đi nghe là đánh giặc đánh ấy đồ này kia, anh hùng đâu không có đâu, anh hùng từ trong tim gan á. Lên mà nếu như bác Giặc Lan mà nói gì được một cái rồi pháp nó cứ khai thác hoài, nó biết nó khai thác ở dưới là cái gì gì. Bởi bác Giặc Lan lên rồi bác Giặc Lan không có nói chuyện, bác Giặc Lan bỏ đi lên chảnh luôn thôi. Rồi tôi xin nói lại là đứa cố nè, đứa cố không chết là lý do vậy. Pháp nó vô nữa, nó chạy tàu vô nhiều quá đi, lớp là đứa cố thấy chống nó không lại, đứa cố mấy nói với binh sĩ. Giờ tôi ra lệnh mấy ông, nghĩa là pháp nó vô tới đây đó là gần chạng vạng nó mới tới. Thì bây giờ mấy ông phải rút trước, 4 giờ chiều mấy ông phải rút, rút cái đường tay tôi chỉ là chỉ ngay về cái cạnh nữa là Thất Sơn đó cô bác, dùng vẻ núi đó. Mà mấy ông đi lạc hướng đó là mấy ông chết trơn. Mấy ông phải đi về cạnh đó là đi cố chỉ rồi, ở dưới này dưng lời hết rồi. Thì tập hợp anh em đây, đức cố nói thôi bây giờ á, tôi giao nhiệm vụ cho các ông hết rồi ha, bây giờ để tôi leo lên cột cờ tôi coi coi tụi pháp nó đi tới đâu. Đức cố leo trên cột cờ, trong lúc đức cố leo lên 4 giờ mấy, gần 5 giờ chiều rồi, đức cố leo lên tới đọt cờ đó. Hồi đức cố đi đó thì mặc áo trắng, cái khăn điều dắt trên vai nè, mới leo lên. Leo lên chảnh rồi xong ở dưới này quân sĩ tập hợp đứng dòm. Đức cố buông tay nghĩa là đi bổng luôn cô bác, đi luôn cũng như là cái lằn mây đi vậy thôi. Đó, đi về cạnh nghĩa là bảy núi. Bởi vậy đức bà nhớ đức ông quá mới có câu hát. Câu hát này là câu ca dao để lại tới thế hệ tôi rồi sau này, là cháu chiếc sau này cũng vẫn nhớ cái câu hát của bà Đức Cố hát. Bà Đức Cố nhớ á, bà Đức Cố nói chiều chiều lại nhớ chiều chiều, nhớ người áo trắng mà khăn điều dắt vai. Hồi khi á, Đức Cố đi đó là Đức Cố cái khăn điều dắt vai mà bận cái áo trắng. Bởi bà cố nghe là nhớ, bà cố hát cái câu hát đó binh sĩ nó mới nhớ, rồi ra trần gian mới nhớ cái câu đó. Còn những người tiền khẩu thì nói đức cố đi ra rồi đó thì con cọp bạch á nó lại nó cõng đức cố đi, còn người thì nói đức cố chết. Cái đó là mình cũng không biết làm sao, còn trong lịch sử làm sao thì mình nói sao thì mình không biết, chứ cái tiền khẩu ở ngoài thì nói vậy. Còn cái việc mà đức cố bay đi đó là cái việc đó tôi định chắc là 100% là vì đức bà cố không bao giờ nói sẽ chạy. Rồi hồi đó đi đó thì bà cố mới là hát như vậy. Bởi bây giờ thành lập lên mà bây giờ quý vị đi tới Vinh Ông Thẻ rồi đó, không phải còn như hồi lúc trước. Quý vị đi đi lại cúng kiến đi, dầu gì ổng cũng là ông cố, là đi lại tới đó coi. Bây giờ một bên đó là thờ bà cố rồi hay không, cũng có nghe là gồng phụng này kia đàng hoàng chứ không phải như hồi đó đâu. Còn cái bên mà lò gàng này không cũng trang trí lại đàng hoàng. Còn bên dinh đó bây giờ cái dinh thì có làm áo sen đồ, bị gì cái đó ở đó mấy ngàn công sen pháp nó vô nó chạng vạng rồi, mà hãy nó tấn vô, nó đổ bộ nó tấn vô thì nghe tiếng gần gần ở trong mấy ngàn công đất đó, thì nó nói cái là quân của Âu Đức ông còn, nó bắn
nó bắn sáng một đêm, nó bắn ù ù ù, nó bắn rồi cái ngưng bắn, ngưng bắn thì nghe tổng tiếng tiếng ì ì gần gần, cái đó chư thần chư thánh làm đó cô bác, nói sự thật với cô bác như vậy. Quân Đức Cố đã hơi đi là cả mấy tiếng đồng hồ đi khỏi xa rồi, nhưng mà sen đó đó nó la vì chư thần chư thánh nó sai tiếng, bởi vậy cái người trung trực, cái người chánh chánh mạng, nghĩa là người thiên thì người ta nói đâu có đó, như Đức Cố đó. Chắc Đức Cố có dặn nếu như pháp vô mấy ông lên tiếng, mấy ông tiến tiếng cho nó bắn sáng rồi đó, đi ra rồi không còn một cái bông sen, không còn lá sen, đạn nó đi như vậy nhắm người còn không cô bác. Cái cọng sen mà ngón tay vậy, cái gương sen mà cái chén vậy mà rụng dưới nước sạch trơn, mình chấm cái xuồng đó mình vớt à, vớt đem về lấy hột ra nấu chè phơi khô đó. Cô bác hay nhắm dân còn không, nhắm mà quân của Đức Cố ở đó còn không, bị gì chư thần chư thánh người ta đánh với cái tụi pháp. Thưa quý vị coi, quý vị thưa cô bác, rồi tôi nói như vậy đó, rồi cô bác suy nghĩ cái lời của tôi nói và suy nghĩ lại cái việc cái là đang làm, đang tưởng nhớ ổng và cái việc những người đã nói truyền khẩu, coi coi cái nào chính xác hơn. Kính chào quý vị.